đơn giản nhất chữa bệnh mất ngủ, kể cả mất ngủ kinh niên, bạn nên làm ngay. Sống An Vui xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, giấc ngủ vào ban đêm đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người, bởi đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn của não sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Có được giấc ngủ sâu và ngon khiến tinh thần chúng ta minh mẫn và tỉnh táo, hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Thế nhưng, hiện nay rất nhiều người rơi vào tình trạng mất ngủ liên tục, gây ra những hậu quả sức khỏe khôn lường như nhồi máu cơ tim, tăng nguy cơ tử vong, tiểu đường, trầm cảm và lo âu. Không những thế, mất ngủ mãn tính còn khiến cơ thể nhanh già hơn và tâm sinh lý cũng không ổn định. Nếu quý vị đã thử uống đủ các loại thuốc an thần, đi ngủ sớm, tắm nước ấm, uống sữa, thậm chí đếm cừu nhưng vẫn không thể ngủ ngon mỗi đêm, thì hãy thử 3 cách sau đây, không tốn thời gian, chỉ cần vài phút đều đặn làm mỗi tối trước khi đi ngủ. Khi huyết lưu thông, tâm trí bình ổn, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, giúp bạn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Hãy cùng xem đó là 3 cách gì và áp dụng thử cho bản thân mình để có một giấc ngủ ngon quý vị nhé! Tình trạng mất ngủ không chỉ gây ảnh hưởng cho bản thân mà nó còn gây hại cho những người xung quanh. Vậy nếu như bị mất ngủ, chúng ta phải gánh chịu những tác hại như thế nào? Đối với bản thân, thiếu ngủ hoặc mất ngủ làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, lờ đờ, mất sức, não bộ thiếu sự tập trung, giao tiếp kém, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bị suy giảm, ảnh hưởng đến việc học tập và công việc. Mất ngủ ban đêm khiến bạn luôn có cảm giác buồn ngủ vào ban ngày. Tình trạng ngủ ngày nhiều cũng không tốt cho sức khỏe và tiếp tục gây mất ngủ ban đêm. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, một vài hệ lụy khác sẽ diễn ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe như việc phát sinh tình trạng tăng hoặc giảm cân ngoài ý muốn, bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp do thiếu oxy lên não. Bệnh mất ngủ được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên chứng trầm cảm, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho bản thân. Đối với các chị em phụ nữ, thiếu ngủ là nỗi lo lớn nhất vì chúng tàn phá làn da, mái tóc và cả vóc dáng. Trong một vài nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ cho thấy, khi thiếu ngủ cơ thể sẽ xảy ra tình trạng thèm ăn nhiều hơn, bộ não sẽ không còn tuân thủ theo chế độ ăn uống phù hợp ban đầu. Cơ thể thèm ăn, nhất là các thực phẩm giàu đạm, béo, thức ăn nhanh. Trong khi thiếu ngủ, mất ngủ gây thừa cân, béo phì và lười vận động hơn do cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Đối với người khác, mất ngủ khiến chúng ta khó kiểm soát trạng thái cảm xúc cá nhân. Đó là lý do cho thấy những người mất ngủ thường xuyên nổi cáu với những người xung quanh. Điều đó hoàn toàn không tốt cho những ai làm việc trong môi trường cần nhiều sự giao tiếp, gây ảnh hưởng xấu đến ấn tượng của mọi người xung quanh. Những người làm việc yêu cầu sự tập trung cao như tài xế, lái xe, các kỹ sư, công nhân viên xây dựng, nếu mất ngủ dễ gây ra tai nạn, nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu như quý vị cảm thấy mình đang rơi vào tình trạng trên, đây là 3 cách đơn giản chữa mất ngủ mà không cần dùng đến thuốc dành cho quý vị, hãy áp dụng ngay. Cách thứ nhất để trị mất ngủ chính là nhờ vào việc điều tiết chính hơi thở của chúng ta. Phương pháp hít thở ngủ sâu trong 60 giây. Tiến sĩ Andrew Weil đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ đã đưa ra kỹ thuật thở 4-7-8. Một liều thuốc an thần giúp căng thẳng có thể ngủ sâu trong 60 giây mà không cần dùng thuốc. Phương pháp này giúp lưu lượng oxy lưu thông đến phổi tốt hơn và có tác dụng như giãn hệ thần kinh đối giao cảm, tăng khả năng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, để hoàn toàn thành thục kỹ thuật tuyệt vời này, bạn phải thực hiện theo hướng dẫn dưới đây 1-2 tháng. Bạn nên thực hiện 2 lần một ngày, mỗi lần làm 3 lần thở để kết quả tốt hơn. Các bước thực hiện: thở ra hoàn toàn, ngậm miệng và hít vào bằng mũi, đồng thời đếm từ 1 đến 4. Giữ hơi thở của bạn trong khi nhẩm đếm từ 1 đến 7. Thở ra hoàn toàn bằng miệng và nhẩm đếm từ 1 đến 8. Tiếp tục lặp lại các bước hít vào, thở ra. Lưu ý trong quá trình thực hiện, bạn phải luôn thở ra bằng miệng, hít vào bằng mũi và giữ nguyên vị trí của lưỡi. Thường đặt đầu lưỡi ở chân hàm răng trên. Cách thứ hai để giúp quý vị trải nghiệm thêm một thức uống vô cùng thơm ngon và mới lạ, phương pháp trà chuối luộc. Thuốc ngủ có thể giúp bạn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nhưng lại có hại cho sức khỏe. Càng sử dụng nhiều, bạn lại càng phải tăng liều lượng và phụ thuộc vào nó. Ngược lại, trà chuối luộc và quế cũng có tác dụng tương tự nhưng lại không tàn phá cơ thể của bạn. Vì vậy, để có một giấc ngủ ngon mà không cần thuốc, hãy sử dụng thức uống này. Theo trang Nature News,
chuối là một món ăn vặt siêu lành mạnh, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể. Các chuyên gia cho biết, magie đóng vai trò quan trọng trong điều trị chứng mất ngủ, vì thiếu hụt magie dẫn đến mất ngủ, mà chuối lại giàu magie và kali. Cả hai khoáng chất này làm giãn cơ và giúp cơ thể thư giãn, từ đó ngủ dễ dàng hơn. Chúng còn giúp cơ thể giải phóng nồng độ cortisol được tích lũy suốt một ngày căng thẳng. Nguyên liệu: một quả chuối. Lưu ý chọn chuối không bị phun thuốc. 1 lít nước, 1 thìa bột quế. Thực hiện: bắc nồi lên bếp và bật lửa. Trong khi chờ nước sôi thì rửa sạch quả chuối và cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối. Chờ đến khi nước sôi thì bỏ nguyên cả quả chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Cho nước luộc chuối ra cốc, còn quả chuối thì cắt từng miếng nhỏ vừa ăn. Cách sử dụng: trước khi uống, bạn rắc thêm một chút bột quế. Bạn nên uống trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống khoảng 10 phút, bạn nên ăn hết quả chuối luộc. Cuối cùng, hãy tận dụng đôi tay của mình để thực hiện cách thứ 3 sau đây nhé. Phương pháp bấm huyệt dũng tuyền. Huyệt dũng tuyền nằm ở dưới lòng bàn chân. Khi co bàn chân và các ngón chân lại, chỗ hõm xuất hiện ngay ở 1/3 trước gan bàn chân chính là vị trí của huyệt vị này. Cách thực hiện như sau. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy ngâm chân trong nước ấm khoảng 45 độ C. Hai bàn chân và mu chân thay nhau cọ sát nhẹ trong nước ấm 10 đến 15 phút. Sau đó lau khô, đặt chân trái lên đùi chân phải. Dùng bụng ngón cái tay phải day nhẹ huyệt dũng tuyền với tần suất từ 2 đến 4 giây một lần và thực hiện 100 lần để bàn chân có cảm giác nóng. Tiếp theo cũng dùng cách này ấn day huyệt dũng tuyền bên phải. Sau khi thực hiện bài massage này, bạn sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn. Quý vị thân mến, để có thể gỡ bỏ mối lo khó ngủ, mất ngủ, quý vị cần tiến hành đồng bộ các biện pháp, trong đó ăn gì, uống gì có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Ở phần tiếp theo của chương trình, Sống Ăn Vui sẽ mách bạn một số loại thực phẩm giúp an thần dễ ngủ, dễ tìm trong đời sống hàng ngày. Nếu không biết mà bỏ qua thì thật là lãng phí. Cụ thể đó là những thực phẩm gì, mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. 1. Hạt sen. Nhắc đến thực phẩm chữa bệnh mất ngủ, đầu tiên phải kể đến hạt sen, một trong những thực phẩm có tác dụng an thần, cực kỳ hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin B6 dồi dào. Điều đặc biệt là tất cả các bộ phận của sen từ hạt đến củ, tim sen đều có thể sử dụng để bạn có một giấc ngủ ngon. Do đó, nếu đang mất ngủ, bạn có thể sử dụng ít hạt sen nấu chè, cháo hoặc thưởng thức một ly trà tim sen đi kèm với vài lát mứt củ sen, giấc ngủ sẽ nhanh chóng đến với bạn. 2. Hạt hạnh nhân. Với một lượng lớn magie, hạnh nhân là thực phẩm chữa bệnh mất ngủ thứ hai mà bạn cần nốt ngay vào sổ. Ngoài ra, hạnh nhân còn cung cấp protein có khả năng duy trì nồng độ đường trong máu khi bạn ngủ. Nếu bạn đang gặp phiền phức với giấc ngủ, hãy thử thưởng thức một ít hạnh nhân trước đó xem sao nhé. 3. Chuối. Kali và magie trong chuối có vai trò làm thư giãn cơ bắp. Khi cơ thể thoải mái thì việc đi vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn, đúng không nào? Đặc biệt, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên sử dụng 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày, nhất là vào buổi tối sau khi ăn, vì chúng có chứa tryptophan, kích thích sản sinh melatonin, một hormone có lợi cho giấc ngủ, giúp ngủ sâu giấc và ngon hơn. Mặt khác, chuối còn cung cấp năng lượng giúp bạn đi ngủ mà không bị đói đâu nhé. 4. Yến mạch. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, yến mạch còn là thực phẩm chữa bệnh mất ngủ hiệu quả nhờ hàm lượng lớn carbohydrate và melatonin kích thích sản xuất serotonin một cách tự nhiên. Chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đồng thời, yến mạch giúp bạn no lâu nên sẽ không lo bị đói khi ngủ. Bạn có thể pha yến mạch với nước nóng hoặc nấu thành cháo để sử dụng sẽ vô cùng hiệu quả. 5. Rau bina, cải bò xôi. Rau bina hay còn gọi là cải bò xôi, một trong những loại rau vô cùng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, hỗ trợ điều trị các bệnh, nhất là ung thư. Ngoài ra, đây còn là thực phẩm chữa bệnh mất ngủ hiệu quả nhờ hàm lượng kali và magie dồi dào. 6. Rong biển. Rong biển là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ hiệu quả. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, cứ 1,8 gram rong biển, Chlorella giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng của bệnh trầm cảm, một trong những nguyên nhân gây mất ngủ thường xuyên.
7. Cá hồi. Không chỉ tốt cho trí nhớ mà cá hồi còn giàu vitamin B6, giúp cơ thể tiết ra hormone melatonin, giúp bạn ngủ ngon hơn. 8. Trứng. Trứng giàu protein giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Đó là lý do nó được xếp vào list thực phẩm hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Đặc biệt, bạn nên sử dụng trứng luộc vì đây được xem là cách chế biến giữ lại nhiều dưỡng chất của trứng nhất. 9. Cà chua. Nếu bạn đang mất ngủ, hãy thử uống một ly nước ép cà chua có pha một tí mật ong sẽ vô cùng hiệu quả để có một giấc ngủ ngon. Không chỉ là thực phẩm chữa bệnh mất ngủ mà còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. 10. Mật ong. Các hợp chất hóa học có trong mật ong có tác dụng làm tinh thần thư thái. Đó là lý do mật ong cũng nằm trong thực phẩm chữa bệnh mất ngủ hiệu quả. 11. Đậu xanh. Công thức chữa mất ngủ từ đậu xanh là kết hợp với một ít đường phèn nấu thành chè nóng, có thể thêm chút sữa để tăng độ béo ngậy. Món này đặc biệt thích hợp với những người mất ngủ kinh niên và thường xuyên căng thẳng mệt mỏi. 12. Sữa và sữa chua. Sữa và các thành phần từ sữa được xếp vào danh sách thực phẩm chữa bệnh mất ngủ nhờ vào lượng lớn hợp chất tryptophan làm xoa dịu thần kinh để bạn ngủ ngon hơn. Một ly sữa ấm trước khi đi ngủ pha thêm một ít mật ong sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang mất ngủ. Đôi khi chỉ cần bạn lựa chọn được thực phẩm sẽ hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ hiệu quả mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các viên thuốc an thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. 13. Kiwi. Đây là loại thực phẩm dễ ngủ dành cho các tín đồ yêu thích trái cây. Kiwi có vị chua ngọt, mọng nước, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành các loại thức uống trị mất ngủ hiệu quả. Thực phẩm giúp an thần dễ ngủ. Trong kiwi có chứa serotonin giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ của cơ thể. Ngoài ra, chúng còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoids tạo cảm giác buồn ngủ sớm hơn, ngủ sâu giấc hơn, hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm. Cần chọn lọc các nguồn cung cấp chất lượng để đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe. Kiwi dùng khi còn tươi là thực phẩm chữa mất ngủ hữu hiệu và giữ nguyên được các thành phần dinh dưỡng có trong sản phẩm. Các loại thực phẩm giúp dễ ngủ nêu trên là một vài gợi ý nho nhỏ giúp cải thiện giấc ngủ của bạn và những người thân yêu trong gia đình mình. Đừng quên theo dõi tình trạng sức khỏe, phòng ngừa và điều trị sớm trước khi biến thành mất ngủ mãn tính, khó điều trị. Chúc quý vị sức khỏe và ngủ ngon!